Vâng rồi, xin mến chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của Mạnh Bonsai. Để giới thiệu với quý vị và các bạn, đây trước ống kính quý vị và các bạn một là một cây xanh quê rất là khủng. To quá quý vị ạ. Rồi, anh Hiệp chờ ý kiến đi anh. Đây giới thiệu với anh em, đây là một cây xanh quê nhá. Vâng. Cây này gọi là dáng bay. Mình đã lên truyền hình với anh em là một vài ba lần rồi. Nhưng hôm nay chú Mạnh sẽ quay tiếp và cây này nó ngày một đẹp hơn. Và rất đẹp. Phải nói là nó biểu hiện sự hiên ngang và bất khuất của nó. Đúng là ngày càng đẹp thật đấy. Ngày càng đẹp. Đây, chú Mạnh về đây chú nhìn cái thân da nó trắng như này. Như bóc tem này này. Vừa phía trước. Chắc chú phải giật mình về cái độ đẹp của nó ấy. Mỗi ngày một đẹp. Hôm nay nhìn phê luôn quý vị ạ. Quá phê luôn. Trời kiểu trời sau cơn mưa ấy, nhìn nó ánh sáng nhìn đẹp. Nhìn chỗ đường người ta đi kết thì bánh này, chú quay chi tiết này, đây này. Tem trắng này. Đây rồi, đấy quý vị nhìn rõ nét căng luôn nhá. Cái này thì phải dùng cẩu 5 tấn anh em nhé. Lấy cẩu vào cây này. Cẩu 5 tấn này anh. Đây quý vị thấy chưa? Một cây xanh rất là to khủng. Cái này có cần phải đo lại kích thước không anh Hiệp? Đo lại kích thước à? Đây đo cho anh em cái hoành này nhé, cái đường kính này sẽ nhân ra cho chú Mạnh nhé. Vâng. Đo chỗ này cách 20 phân này nhé. Đây đường kính của nó đây là đường 50. Thôi mình cứ lấy 45 thôi. Vâng. Thì nó ra 43, 12 và 120 chỗ này. Đây chỗ mình chỉ tay này. Còn đo dưới này hơn nữa. Giá báo với anh em là tác phẩm này là 90 triệu. Trần Hiệp vẫn bao phí anh em toàn quốc. Free ship toàn quốc. Ừ, free ship toàn quốc. Cái này cẩu 5 tấn mới đi được đây này. Cẩu 5 tấn mới đi. Chín mươi triệu quý vị ạ, để xanh quê. Vâng rồi, tôi sẽ ra đầu này, tôi tiếp tục theo chân anh Hiệp. Cái gì đấy? Xi à? Xi đỏ. Xi bút đỏ quý vị ạ. Chiều cao là 50. Tán rộng là 48. Hoành đo chỗ này nhé. Đây cho bụng dễ này này. Là 38. Cây này báo anh em là 6 triệu. 6 triệu hả anh? 6 triệu. Đây cái tùng tuyết. 6 triệu. Đây tiếp đến gửi tới cho quý vị một cây tùng tuyết. Cây này già lắm rồi. Cây này hoành là 17 chỗ này. Vâng. Cao là 80. Tán bay là 1m1. Tám triệu anh? Không, cái này báo anh em 4 triệu thôi. 4 triệu, một nửa số tiền đấy. Tôi giật mình, tôi tưởng 8 triệu. Xanh Nam Điền đúng không anh? Cái này là xanh quê. Đó anh em cái hoành. Hoành chỗ này là được 85. 85. 85. Cao 50. Rộng 50 giống như một cái chậu đồng nai xịn đây này. Cây này báo với anh em 6 triệu rưỡi. Ok anh. Một cây xanh dáng trực đấy. 6 triệu rưỡi nhá. Bông trang. Đây là một cái bông trang hồng phấn này. Anh em đã cắt tàn rất đẹp rồi. Hoành chỗ này là được 16. Cao là 85.
Rộng 70. Bên này báo với anh em là 4 triệu. 4 triệu. Đây cây sâm hương ra hoa đây chú ơi, đẹp à? Sâm hương. Bao tiền cây anh em? Cây sâm hương này báo anh em là 2 triệu, ra hoa nhiều quá đẹp. Hoành là được 23. Cao 65. Rộng 60. 2 triệu thôi á? 2 triệu. Ok anh. Cây linh sam này. Hoành là 25. Cao 60. Tàn rộng 90. Cây này 3 triệu. 3 triệu. Xanh quê đúng không anh? Cây xanh là máu. Xanh là máu nhá. Hoành là 30. Hoành là 30. Cao 65. Ok. Tàn 90. Cái này báo anh em 9 triệu. 9 triệu à? Đúng xanh là máu anh. Xanh là máu chị. Chín triệu quý vị ạ, cây xanh là móng. Xanh năm điền. Cái xanh quê, cái hàng mini luôn được rất đẹp này này. Hoành là 20. Cây này anh em làm kỹ lắm, đầu lắm này. Cao là 20. Rộng là 35, cây này báo với anh em là 2 triệu rưỡi. Còn hàng mini đấy. Đây cây xanh điền đây này. Hoành là 18. Cao 30. Tàn rộng 50. Cái này báo anh em 2 triệu rưỡi. Xanh Nam Điền nha quý vị nhé. 2,5 triệu. Ui dồi, một lô ấy ạ. Một lô sẵn hương rồi anh. Báo giá cho bà con đi anh. Báo giá với anh em là cứ 800 một cây. 800 nghìn một cây. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây. Chú Mạnh sẽ lướt qua đây, anh em là lấy cái nào gửi ảnh cho mình cây đó nhá. Anh em đánh dấu vào đấy. Ok anh. 800 nghìn một cây. Bao nhiêu phút rồi chú Mạnh ơi? 8 phút rưỡi. Cái gì đấy? Cái về vọng cách. Vọng cách à? Vọng cách dáng siêu đúng không anh? Dáng song siêu 2 cây. Song siêu, à, 2 cây. Cây em báo anh em là 3 triệu rồi. Hoành cao là 37. À. Rộng là 50. Hoành đại diện là bằng 22. 3 triệu. Vọng cách dáng song siêu quý vị nhé. 3 triệu bạc. Quá rẻ. Quay tít mù ấy. Xanh làm móng đúng không anh? Cái này anh Hiệp bảo là gửi riêng cho anh Tuấn Anh. Anh Tuấn Anh xem được cái video này kết thì lên hợp tác xã ngay lập tức. Tuấn Anh lần trước giới thiệu nhưng Tuấn Anh không chưa nhìn ra đâu. Vâng. Bao đi anh. Quý vị nhắn tin nhá.
của nó là được 120. Vâng. Cao từ mới bật đệ này nên là được 80. Rộng của nó là được 150. Cái này báo với anh em là bằng 75 triệu. 75 triệu quý vị ạ. 75 triệu. Một cây xanh lá móng. Đây cái xanh quê đấy. Quay kỹ cái xanh lá móng. 75 triệu. Cái tiểu cảnh thông này nào. Thôi cây từ từ đã, cây nó đang yếu cho cây này. Đây cũng xanh lá móng. Đây xanh quê. À xanh quê, xanh quê. Ok anh. Cây này xanh quê báo cây này với anh em là 8 triệu. 8 triệu hả anh? Cao là 85. Rộng là 1m3. 8 triệu. 8 triệu nha quý vị nhá. Đây quý vị ngắm mẫu bệ này. Bệ đẹp lắm. 8 triệu trả phải tính toán. Rồi, ok anh Hiệp. Đến cái xanh lá móng này anh em này. Đây mới là xanh lá móng này quý vị này. Đo cho cái gốc, cái hoành chỗ này là anh em này là được 70. Cao 90. Tàn bay là 1m5. Cây xanh này báo anh em là 15 triệu. 15 triệu anh? 15 triệu. Xanh ấy được giá nhỉ? Xanh vẫn được giá. 15 triệu nhá. Quý vị ưng thì liên hệ anh Hiệp. À tôi theo chân anh Hiệp một số cây xanh này là báo giá nốt cho quý vị ạ. Cây mộc này. Mộc nào anh? Đó. Mộc này to lắm, ống kính của em không vừa. Để ống kính sau. Tháo nốt cây xanh này đi. Mấy cây xanh này bà giao lưu cho ai chưa anh? Đây tôi Tùng này. Rồi ok, Tùng ok. Ok anh, Tùng cối. Không, Tùng Shibakua Nhật Bản chứ. Shibakua, à. Rồi ok anh Hiệp. Cây này là cây nhập khẩu từ Đài Loan. Vâng. Cây này trước kia ở Ủy ban thành phố 10 năm rồi, vẫn nói với anh em rồi đó. Và đôi Tùng này thì đo cho anh em đại diện một cái đây nhé. Ok. Còn hai cây đúng không anh? Ừ. Cái hoành này của nó là được khoảng 30. Hoành này được 27. Này, tôi đứng về đằng này, quay cho quý vị ngắm đây. Hoành này được 26. Ok anh. Bên này một cây, bên kia một cây, một cặp của nó là 30 triệu. Một cặp hai cây. Đây bên này một cây nữa nhá. Đấy quý vị. 30 triệu. Đấy. Gọi là Tùng Shibakua ấy. 30 triệu. 30 triệu một cặp này. Vâng rồi ok. Cảm ơn anh Hiệp.